À sao? Cái gì con? Sao sao? Mồm con bị làm sao? Thế à? Thế nên con không nói được là con yêu ba à? Thế à? Mẹ kể cho sáng nay cơ. Mẹ gọi bác dậy. Xong mẹ bảo bác đi đánh răng. Xong bác kêu là bác mệt lắm, bác không đi đánh răng được. Bác chỉ bò thôi. Xong rồi sau thoát cái thấy chạy chỗ khác chơi rồi. Xong đến lúc mà mẹ bảo là đưa đi học, mẹ đưa đi học thì mẹ đang bế em Lạc ra lấy xe, bảo bác đợi ở mẹ ở dưới chân cầu thang để mẹ đi xe ra làm mẹ chở bác, là vừa đã bị mưa. Bác cứ mệt mực, bác kêu mệt lắm, bác không tự đi được, mẹ phải cõng bác cơ, bác mới xuống ở chỗ chân cầu thang để đợi mẹ. Đến lúc xuống chỗ gần chân cầu thang rồi, mẹ đi mẹ lấy xe rồi, phi ra không thấy bác đâu cả. Thế là cái ông ở trên quán cà phê ông bảo là nó vừa chạy vòng một vòng ở đây này. Thế là mẹ lại phải đi một vòng rất là dài thì thấy bắp đang ở chỗ nhà xe. Xong bắp lại bài ca, con mệt lắm, con không đi chỗ xe máy được. Trong khi đó cái vòng của bắp vừa chạy nó phải gấp đến vài lần cái đoạn đường mà từ chỗ nhà xe đến cái xe máy. À, bắp có mệt không? À, có mệt cả bà đúng không?